Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 11, ôn tập. Các em hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video để xem nhiều bài học mới nữa nhé. Ôn tập. Cỏ. Cọ. Co. Cò. E. Ê. O. Ô. Ơ. Bờ. Be. Bê. Bo. Bô. Bơ. Vờ. Ve. Vê. Vo. Vô. Vơ. Nờ. Nè. Nê. No. Nô. Nơ. Hờ. Hè. Hê. Ho. Hô. Hơ. Cờ. Co. Cô. Cơ. Huyền. Sắc. Hỏi. Ngã. Nặng. Bê. Bề. Bế. Bể. Bễ. Bệ. Vò. Vò. Vó. Vỏ. Võ. Võ. Nò. Cò. Vơ. Cỏ. Phần này các em viết theo mẫu trong sách giáo khoa nhé. Bé vẽ cô. Bé vẽ cờ. Trong bài ôn tập hôm nay, các em sẽ được nghe câu chuyện Mèo dạy hổ. Chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé. Nào các em, bây giờ chúng ta cùng nghe câu chuyện Mèo dạy hổ nhé. Thấy mèo giỏi võ, lại có hình dáng giống mình, hổ nân na làm quen và nhờ mèo truyền cho võ nghệ. Mèo cũng đồng ý và bảo hổ ngồi xuống đất, còn mèo thì ngồi trên một gốc cây. Hàng ngày đến lớp, hổ học tập chăm chỉ, muốn nhanh chóng giỏi võ để làm chúa tể muôn loài. Mèo dạy dỗ rất tận tình.
Gần hết khóa học, Hổ tưởng rằng vốn võ nghệ của mèo đã hết nên không đi học nữa. Một hôm thấy mèo đi qua, Hổ nhảy chồm về phía mèo, định vồ nấy ăn thịt. Nhanh như cắt, mèo trèo tót lên cây. Từ trên cao, mèo nhìn xuống và nói với Hổ: "Ta ở đây thì mi có hiểm độc đến đâu cũng không thể bắt được ta. Đồ nưa thầy phản bạn." Hổ đứng dưới gầm gào bất lực. Đến lúc ấy nó mới biết là chưa học hết các môn võ của thầy. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã hết rồi. Các em hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video để được xem nhiều bài học mới nữa nhé.